Mời các bạn like và đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Chai Mobile nha. Em có còn một số máy mới về với lại một em laptop nha mọi người. Hôm nay em lên cho mọi người xem ha. Thì cái lap này nó chạy Celeron. Giá rẻ thôi mọi người. Chạy Celeron nhưng mà game cao với lại SSD nên chạy cũng rất là mạnh nha, 15.6 inch. Rồi mọi người mua hàng thì cũng vẫn như cũ nha mọi người nha. Cọc trước 50 thì mọi người tự chịu tiền ship ha, cọc trước 100 bên em sẽ bao ship cho. Riêng laptop thì mọi người cọc 200 giúp em ha, em mới đi đơn được nha mọi người. Tại laptop tiền ship rất cao, 200 thì bên em sẽ bao ship cho mọi người luôn nha. Đầu tiên em sale cho mọi người một em iPhone X nha mọi người. iPhone X 64GB. Máy này là chỉ mất phay thôi, màn zin cho mọi người luôn. Em sale cây này tại vì khách cọc trước 200 mọi người. Nên nhưng mà khách không không có lấy thì khách giữ máy mà lâu quá thì có thể là nữa em sẽ trả cọc lại cho khách nha. Rồi cây này thì em sale cho mọi người là 3.550.000 nha, sale vốn thôi mọi người, 3.550.000 ha. iPhone X 64GB, màn rất là đẹp đây, màn đẹp ha, không mấy mối gì hết ha. Nói chung là ít thì mọi người xài em rất là yên tâm, tại vì cây này là bán ra rất là ok. iPhone X hay máy OL và không có bị iCloud ẩn hay là iCloud gì hết nha mọi người nha. Chụp hình rất là đẹp, nhỏ gọn ha. Là iPhone 10 đó mọi người. Đó, ok. Em có thu đổi trả máy này kia hết nha. Ví dụ như anh chị đang muốn mua cây này mà chưa đủ tiền thì có thể là có một cây nào khác thì em sẽ đổi với mọi người luôn, mà bù hợp lý ha, bù trừ hợp lý ha. Em sale giá là 3.550.000 nha mọi người. Thì cọc trước là 100 thì em đi đơn nha. 3.550.000 đến test máy ok, nhưng mà mọi người đừng có nhập mật khẩu hay lao gì hết nha mọi người. Chị ơi, hôm bữa có một cái anh kia, anh mua 7 lớp mà anh vô anh nhập cái mật khẩu, cái anh về đem về cái ảnh kiểu là dính mật khẩu luôn, chán lắm mọi người ơi. Đó, mọi người restore thoải mái nha, 64GB nó chỉ mất phay thôi, mọi người có thể sử dụng mật khẩu bình thường ha. Đây đây, bật mật mã, mọi người đặt mật mã xài bình thường hết. 3.550.000 sale nha mọi người nha, iPhone X 64GB. Tiếp theo là 6S 32GB mất vân nha mọi người. Em bán giá là 900. Đó. Cái này á, thì ở ngoài hình nó sau lưng nó hơi xấu chút xíu, hơi nhăm. Cái này lần trước có cái cô khách kia cổ hỏi ở huyện, em bán là ở Sóc Trăng nha mọi người nha. Ở huyện nhưng mà cổ em kêu cho địa chỉ đi, xong cái em gọi lại không không được. Đó. Ở đây á, là nó có một đốm mực nhỏ nha, một đốm mực nhỏ màng zin, đốm mực nhỏ. Ngoài ra là ok. 6S luôn nha mọi người nha, chứ không phải 6G ha. Bán giá bằng 6G luôn, 32GB. Cái đốm mực này á, mọi người xài thời gian là sẽ hết, 1 tháng, 2 tháng mọi người xài sẽ hết, nóng là sẽ nó sẽ bị mất luôn. Em đảm bảo nha, nếu như mọi người xài không mất á thì em sẽ tặng cho mọi người máy luôn. 32GB ha. Nó chỉ giá là 900 thôi nha mọi người nha. Máy trên 1 triệu thì bên em sẽ tặng cho mọi người một bộ sạc, còn máy dưới 1 triệu thì bên em sẽ tặng cho mọi người một cọng sạc thôi nha mọi người nha. 32GB 900 nha. 64GB em có một em nha. 64GB em có một em. Cây này là mất vân tay, có cái ốp của khách luôn nè. Có cái ốp hơi dơ chút xíu rồi mọi người về chùi nha. Ở ngoài thì cũng vẫn ok. Pin là pin mới hoàn toàn đúng không ha. Ngoài hình thì sau lưng nó hơi xấu xíu nè. Mà trong màn thì đã đẹp nha mọi người nha, đẹp. À có một chấm phản quang nhỏ ở đây nè mọi người thấy không? Một xíu thôi. Nó không ảnh hưởng gì hết nha. 64GB máy mất vân thôi. Ngoài ra ok, pin là 100% ha. Máy mất vân thôi nha mọi người, được cái là 64GB. Bán mọi người, tặng cho mọi người là cường lực dán sẵn ha, ốp lưng ha và một bộ sạc. Thì cái này thí dụ mọi người không lấy sạc thì là 1.150.000, nếu không lấy sạc là còn 1.100.000 nha mọi người nha. 64GB, 6S nha mọi người nha, 6S, iPhone 6S. Rồi, hôm nay có một em này em sale cho mọi người luôn là 1.65.000 nha. 32GB, máy màu bạc còn đẹp nha mọi người, máy màu bạc. Đây, màu bạc mà màn trắng nữa, nó nhìn rất là xinh nha. Full vân tay 32GB, 1.65.000 nha mọi người, full vân tay luôn nè. 7G lần trước ai kiếm đó thì báo em nha. Hôm nay em xả hết, 1.650.000 ha. Để em xả em lấy lô mới về nha mọi người nha. 1.650.000, em 7G 32GB full vân, máy còn đẹp, khá là đẹp ha. Chụp ảnh cũng khá là đẹp luôn. iCloud sạch sẽ, mọi người đăng nhập iCloud vào là sử dụng bình thường. Ngoại hình là đẹp, màn trắng ok. X6 thì em có một em luôn, RAM 3 nhớ 32GB. Ý lộn A6 chứ em nhầm.
À, một camera, một để cảm biến vân tay ha. Cái lưng nó hơi xấu chút xíu thì mọi người về dán lại hoặc là ốp vào ha là ok. Samsung A6. Màn là có lưu ảnh nhẹ mà siêu nhẹ luôn nha mọi người. Đây. Nhìn vào camera như không thấy luôn mọi người. Ây da. Lưu ảnh siêu nhẹ luôn nha. Samsung A6 RAM 332 GB, cây này xài máy phụ là ok. Tại Android nó còn cao hơn Android 10. Em 332. Em nhớ cái A6 Plus của em không? Hồi đó em xài A6 Plus đó mọi người, mua trong thế di động là 9 à, 8 triệu 990 ngàn. Rất là nhiều kỷ niệm với cây đó. Còn cái này là A6 thường, này nó nhỏ hơn A6 Plus xíu nha. Bán mọi người là 1 triệu mốt 50 nha mọi người nha. 1 triệu mốt 50. Cái lưng này mọi người muốn thì em sẽ dán nhám lại ha. Còn không mọi người cứ để vậy nha. Samsung A20 ha, em dán kiểu cái lưng hơi xanh nè, em dán kiểu cỏ xíu ha. RAM 3 nhớ 32 GB. Samsung A20 cho mọi người 1 triệu mốt 50, sạc nhanh Type C cho mọi người luôn. Cái này RAM 3 nhớ 32 GB, hình như cái này là cái màn hình nó hơi ám cái gì á. Cho mọi người xem ha. Ủa màn đẹp mà. Màn đẹp mọi người ơi. Ở dưới đây nó có một xíu bọt nha. Đây một xíu bọt ha. Đó, đây nè. Xíu bọt ở đây nè mọi người thấy không? Ngoài ra thì ok. Cái lưng đẹp với một đường phản quang nhỏ đây nè, đường phản quang nhỏ. Coi trong máy luôn đấy. Đó đó mọi người thấy không? Một đường trắng nhẹ nhẹ. Mọi người đỡ nền đen là đẹp luôn. A20 nha mọi người nha. RAM 3 nhớ 32 GB, 1 triệu mốt 50. Sạc Type C cho mọi người luôn, hai camera một cảm biến vân tay ha. A20. Kia 2.4. Nói chung á là những cái dòng Nokia mà smartphone này nó ra cái gì? Nokia 2, Nokia 2.1, Nokia 2.4, 2.2, 2.3, 2.4. Nói chung là nó không có xài được cái tên khác mà nó xài vậy đó mọi người. Cái này á thì chỉ dùng máy phụ thôi. Đó, máy phụ hoặc là cho ông bà cha mẹ nghe gọi ok. Màn được cái là màn to, nhưng mà so với cái nhu cầu xài nhanh của mọi người thì không được ha. Cái này là xài vừa thôi. RAM của nó là RAM 3 GB và nhớ là 32 GB nha mọi người. Nokia 2.4 đây. Màn của nó là màn 6.5 inch ha. Xài hai SIM. Đó, hai SIM ha. Nhìn nó bự lắm mọi người, nhìn nó bự đó. Em bán mọi người là 950 ngàn ha, 950 ngàn, hai camera một flash một cảm biến vân tay phía sau ha, Nokia 2.4. Tiếp theo là một em Oppo A5s nha mọi người, RAM 3 nhớ 32 GB. Cái này em sale cho mọi người 800 ngàn luôn nha. Sale bỏ luôn nha mọi người, 800 ngàn Oppo A5s nha, RAM 332 GB. Cái này nó pin là pin mới hoàn toàn 100% luôn. Bỏ cái này luôn đi. Pin mới hoàn toàn 100% nha mọi người nha. Cái lưng thì nó hơi xấu chút xíu. Ở dưới chân nè, có cái dán cường lực cho mọi người rồi luôn ha. Ở dưới chân này nó hơi xấu chút xíu ở đây nè mọi người. Thấy không? Đây nó có hơi gợp với bụi xíu ha. Xài ok đó mọi người, màn là màn đẹp luôn. Mọi người bật chế độ màn tối á. Bật chế độ màn ban đêm nè. Ngay nè. Cũng phải này là chế độ ban đêm. màn tối ở đâu rồi ta? Như là này không có A5s nha mọi người chứ không phải A3s ha. A5s là em lấy giá sỉ luôn á là 800 đó mọi người, nên em sale cho mọi người cây này là 800 luôn ha. Là sale này cây này sale lỗ, tại vì cây này thu khách đổi bù trừ á, mà còn dán này kia nữa là 800 là lỗ, nhưng mà em sẽ vốn cho mọi người luôn đó. Oppo A5s nha mọi người, RAM 332 GB, 800. Xiaomi C11 nha mọi người, RAM 232 GB. Cái này chưa có dán cái kính camera lại nhưng mà chụp vẫn ok bình thường nha mọi người. Em dán cái mặt sau cho mọi người rồi ha. Realme C11 đây. Chụp ok ha. Đây, Realme C11 ha, RAM 2 và nhớ 32 GB, 6.5 inch, pin là cỡ 4,5 ngàn đấy nha mọi người.
xài full chức năng, ok các thứ nha. Bán cho mọi người là 1.150.000 nha mọi người nha. Đó, ok mọi thứ ha. Pin là 5.000 mọi người, em nhớ không làm là pin 5.000 Realme C11 ha, 1.150.000. Đó là Samsung A03 nha mọi người, RAM 3 nhớ 32GB, 650 pin 5.000. Đó, sạc micro màn cũng 6.5 luôn. Sale mọi người là 1.150.000 luôn nha, pin 5.000 nha mọi người. Màn là có ám nên chuyển màn đen nha mọi người nha. Màn có ám nên chuyển màn đen. Đó, ngoài ra là ok hết mọi thứ. Thì ai không có quan tâm về màn á, mà quan tâm về biến màn màn hình để mình coi YouTube và chơi game này kia ok á, là mọi người cứ sử dụng con này là khá là ok luôn ha. Trong cửa hàng là vẫn bán là 2 triệu ngoài mọi người. Mà nói chung là của người ta, của cửa hàng á, thì nó đẹp hơn, hoặc là nó sẽ đẹp đẹp hơn về ngoại hình nè, hoặc là nó sẽ có tặng kèm nhiều thứ nên giá nó cao. Còn em thì em bán giá sát giá mọi người luôn, tại cái này là chỉ tặng bộ sạc thôi, không có ốp lưng hay là cường lực gì hết ha, 1.150.000 thôi ha. À, mọi người không lấy sạc á thì em sẽ giảm cho mọi người 50.000 con này luôn nha. Samsung A03 RAM bao nhớ 32GB. Đấy. 650 inch ha, 1.150.000 cho mọi người luôn nha. Redmi 7A nha mọi người, RAM 2 và nhớ 32GB, màn chấm 5.5, pin 4.000, em sale 650 nha mọi người. Những cái dòng điện thoại rẻ bây giờ em hết rồi, còn có tầm 600 700 tới 2 3 triệu, 3 4 triệu gì đó. Đây, RAM 3. À, RAM 2 và nhớ 32GB. Em bán sale hết thì em mới lấy máy về được. Tại nhiều khi nhiều máy quá cái bán không hết. Với lại nhiều quá cái mọi người phân vân, mọi người băn khoăn hoặc là băn khoăn lựa chọn quá. 650.000 ha, cây này chỉ có cộng sạc thôi nha mọi người nha. Redmi 7A ha, hôm bữa có rất là nhiều khách hỏi luôn, có ba khách vậy đó hỏi cây này nhưng mà không có chịu cọc thì em không có đi được, nhưng mà ngồi cọc em mới đi được. 650.000 nha mọi người, ship siêu đây toàn quốc. Là một em Oppo K3 nha mọi người. Em này á, cái lưng nó hơi xấu, em dán lại giống như cái em Samsung A20 nha mọi người. Oppo K3, RAM của nó là RAM 4GB của nhớ 64GB, sạc là sạc Type C ha, 6.5 inch, pin 4.000, và camera của nó đặc biệt là camera thò thụt nha mọi người. Rồi. Oppo K3. Android 11 ha. Bộ nhớ là RAM là 6GB, RAM rất là mạnh và bộ nhớ là 64GB. Mọi người coi camera thò thụt ha. Đó, cái này là cam sau thì nó không có thò lên, cam trước nè. Đó, mọi người thấy không? Đây, camera nó nằm ở đây nè. Đó, cam trước ok ha, cam sau thì nó sẽ thụt cái camera xuống. Đó, camera nó nằm ở chính giữa đây nè. Oppo K3, RAM 664 ha. Cái này về ngoại hình á, thì em có dán cái lưng rồi thì mọi người xài ốp hoặc là không xài ốp thì nhìn nó cũng rất là đẹp ha. 1.550.000 nha mọi người nha, 1.550.000 K3, Oppo K3, camera thò thụt. Ok. Tặng cho mọi người bộ sạc hay nếu không lấy sạc thì giảm 50.000. Redmi 9 nha mọi người, ba camera, một cảm biến vân tay phía sau, một A4 camera ha, đây camera ở đây đèn flash ha. Máy là có thiết kế đây màu xanh ha, cái thằng Redmi này nó thiết kế ngộ lắm. Nhiều khi ở đây là nó xanh đỏ hay là đỏ xanh nè, ở đây là nó màu xanh nè, thì cái nút volume của nó cũng màu xanh luôn. Rồi ở đây là cái màu đen. Sạc là sạc Type C ha, ngoại hình thì còn đẹp. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người nha. Redmi 9, RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, 6.5 inch ha, pin 5.000. Em bán bằng cái thằng K3 luôn nha mọi người nha. Android 10 nha. Tại vì ngoại hình nó đẹp hơn K3 xíu. Ngoại hình nó không có dán gì hết á, màn đẹp luôn. Đó, màn đẹp. Màn đẹp, pin cao. Zalo Facebook ok, RAM 464 ha. Redmi 9 nha mọi người nha, Redmi 9. Camera là màn hình giọt nước. Ok. Mọi chức năng ok hết nha mọi người nha, 1.550.000, 1.550.000 cho Redmi 9 nha mọi người nha. Đó là một em Samsung A20s nha mọi người. Ngoại hình là ngoại hình còn đẹp nè. A20s rồi nha. Màn 6.5 inch, RAM 464, ba camera, một flash cảm biến vân tay phía sau.
464 1 triệu 250 nha mọi người. 1 triệu 250. Cam trước nè, cam sau nè. Ok. Trừ cộng. À, cái này á, màn là màn ám hồng. Tại vì màn zin á mọi người, màn zin mà nó hơi cũ, nhiều cái màn zin á là nó mới đẹp. Nhưng mà cái này nó màn zin nó hơi cũ xíu nên ám hồng ha mọi người. Với ở trên đây là nó hơi xấu chút xíu ngay chỗ góc này nè. Đó, ngoài ra thì ok hết. Nên em bán giá cũng mềm cho mọi người thôi. 1 triệu 250 ha. Samsung A20s. Con này thì pin ok, màn máy to nha mọi người, máy cầm to ở tay lắm. RAM 4 64 GB, ngoại hình là còn tương đối đẹp. 6.5 inch ha. 1 triệu 250 cho mọi người ha. Nếu mà không lấy sạc thì sạc Galaxy luôn á. Nếu mà không lấy sạc thì là 1 triệu 2 thôi nha. Theo là một em 6 plus 64 GB bypass nha mọi người. Máy màu gold phía sau. 770.000. Ở trước là màn đen. Hết pin em đang sạc. Máy bypass thì mọi người có thể tải cái ứng dụng để sử dụng. À, không có xài được sim nha mọi người nha. Không xài được sim. Em còn một cây thôi, 64 GB, bán cho mọi người là sẽ mọi người là 750.000 luôn nha. 6 lớp 64 GB bypass nha. Nó hết pin nè mọi người. Và tiếp theo là em iPhone 5S, một cây duy nhất cho mọi người luôn. 5S thì cây này á, cái màn hình nó hơi xấu xíu nhưng mà nó còn vân tay. Đây. Màn hình nó hơi xấu xíu ngay đây nè mọi người thấy không? Nhưng mà màn zin nha mọi người, màn zin á. Đó, nó kiểu nó hơi trắng trắng ngay tại chỗ này nè. 16 GB, máy full vân luôn. Bán mọi người là 590 nha. 5S. Xem rẻ luôn á trời. Tặng mọi người cộng sạc thôi ha, không có cốc nha mọi người nha. Cộng thôi. Đấy. Ok. Nói chung mọi người về mọi người chỉ việc bỏ sim vào là xài thôi. Bật wifi lên là bỏ sim vào là xài. Đây, vân tay đầy đủ nha. Vân tay các thứ đầy đủ. Ok. 590.000 nha mọi người, 590.000. Tiếp theo là một em Dell nha mọi người. Đây, để cùng sạc ra sau. Em Dell 15.4 inch, chỉ có một chấm phản quang nhỏ ở đây thôi. Đó. Nhưng mà màn hình khá là đẹp, khá là sáng luôn ha. Chạy là Celeron. Celeron, RAM của nó là RAM 4 GB, bộ nhớ là SSD, để mình coi. Cái này là mới lấy về đó mọi người. Đây. Mọi người thấy không? Cái bàn phím rất là đẹp luôn. 15.4 inch. Và cái ổ này là em gắn ổ SSD 128 nha. Đây, nó chỉ bị một chấm ngay đây thôi mọi người. Chấm thôi. Tại màn zin cũ nó thường bị. Em có xài cái cây HP, nó bị chấm rất là nhiều. Nhưng mà nguyên một cây là cây zin hết luôn nha mọi người nha. Zin hết, của em là zin hết. Tại vì em mua, ngày xưa là em mua của Viettel á mọi người. Viettel, cái cửa hàng Viettel Store. Thì em mua lúc đó là cũng 9 triệu rưỡi à. À, RAM của nó chỉ RAM cũng 4 GB thôi, mà ổ là ổ 250 mà HDD nữa. Sau này mới nâng cấp lên là ổ 500. Máy nó cũng khá là lâu rồi. Giờ bán là 2 triệu, 3 triệu. i3 3 triệu, bán cho cỡ 3 triệu. Cái này á, thì mọi người mua về mọi người cho bé học tiếng Anh hoặc là làm quen với laptop á là ok. Cái này em bán rẻ cho mọi người thôi, 2 triệu 250 thôi. Được được cái là mọi người xài khá là ổn các thứ luôn. Bàn phím ok, máy là đẹp, máy còn đẹp lắm. Để em vô cho mọi người xem ha. Ủa chưa vô cái wifi em vô cái. Đấy, em vô được. À, cái này á thì pin nó là pin mới nha mọi người. Pin mới, em thay pin mới cho mọi người. Xài tầm cỡ 2 tiếng tới 4 tiếng tùy theo mọi người xài. Ví dụ như mọi người mở những cái ứng dụng nhỏ nhẹ qua Word, Excel thì mọi người xài nhiều. Còn ví dụ như mà về YouTube thì mọi người pin nó cao, cần dung lượng cao thì mọi người có thể xài được cỡ 2 tiếng, 2 tiếng ngoài. Tùy nha mọi người nha. Cây này á, thì em tặng cho mọi người túi chống sốc ha. Túi chống sốc, chuột và lót chuột. Mọi người để cho bé xem Doraemon cũng khá là ok ha. Và học các thứ vẫn là ok bình thường.
Tại vì cái wifi của em á, nó nằm ở trước á. Cái wifi ở sau em rút ra. Rồi. Rồi em tắt cho mọi người xem thử ha. Celeron nên chạy nó cũng thường thôi chứ nó không có quá nhanh ha, nhưng mà nó cũng không có chậm đâu mọi người. Đó, một em đeo nha mọi người nha, một em đeo. Đó là 2.250.000 mà mọi người có thể có được mọi thứ luôn, là sạc, túi xốc ha. Chuột, lót chuột đầy đủ phụ kiện, cộng 200 thì đi đơn là còn 2.050.000. Em bao tiền ship luôn nha. Ở đây là USB HDMI đầy đủ. Màn 15.4 inch thì khá là to rồi. Khá là to cho mọi người sử dụng ha. Đây, đây là hai cái USB. Pin là pin mới 100% cho mọi người yên tâm luôn á. Dòng này là của FPT luôn nha. Dòng này của FPT. Thì những cái cây này là khách em thu khách thôi. Rồi. 2.250.000 nha mọi người nha. Và sẵn đây có một cây 6S16GB 900. Bán người 900 luôn nha. 6S16GB, cây này em nghe gọi máy phụ cho mọi người ha. 16GB nhưng mà ngoại hình thì còn ok. Pin mới nha mọi người, pin mới ngoại hình còn ok. Máy màu gold. Xem mọi người 900 luôn nha mọi người nha. 6S16. Đây có rất là nhiều ha, 6, 16, 32, 64. Bữa giờ kiếm 6S không có luôn á mọi người. Rồi ok. Đó là những máy muốn giới thiệu mọi người trong ngày hôm nay ha. Mọi người mua máy thì liên hệ số điện thoại 0834565430 trên màn hình. Cây này thì em sẽ quay lại sau cho mọi người, gửi Zalo cho mọi người ha. Ok hết, chỉ là xạ không xài sim thôi. Rồi, gọi Zalo trên màn hình hoặc là nhắn gọi điện thoại trực tiếp cho em hoặc là nhắn Zalo về cái số đó nha mọi người nha. Em làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối ha. Chủ nhật thì mọi người có thể nhắn nhiều hơn là gọi cũng được. Chủ nhật thì em ít có làm lắm. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha. Bye bye.